ngày hôm nay Trâm ăn 7 món rồi, kinh cũng kiếp luôn á, chưa bao giờ mà về quê mà ăn nhiều đến như vậy luôn. Khi ăn đó mọi người, khi mình ăn giờ không nổi luôn. Rồi công nhận anh với em ăn nhiều ghê ha. Ừ, bây giờ mình đi cá rồi đó mọi người. Ừ, bây giờ đi đâu nữa nè, bây giờ còn ăn gì nữa? Còn nữa mọi người, để chơi tiếp. Đi ăn ốc út đi ăn ốc út cây me. Trời ơi, nó bắt mình cũng ăn. Bây giờ đi ăn ốc út cây me mọi người ơi, mọi người. Mỗi lần mọi người biết review cái YouTube của Trâm là vừa em ăn sình bụng luôn á mọi người. Ăn đến mỗi mà ngán. Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube của Vợ Chồng Bố Pixel. Hello, live stream. Ồ, đang live stream à? Kể live stream, xe live stream. Để xe live stream đó, trời ơi, trời ơi. Tôi khổ quá mà. Để qua cho một trăm coi. Xin chào có người vô chơi em. 43 người. Hello, hello. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người ơi. Để gọi cho anh Lê Dương Bảo Lâm coi, Lê Dương Bảo Lâm đang ở mua rồi. Anh nói chuyện với mọi người đi kìa. Từng người chào đi kìa. Hello mọi người, chúng ta đang Thì Phương ở địa chỉ là 155 Nguyễn Nghiêm nha mọi người. Mọi người có gì còn ngại thì ghé đi ăn chè. Đặc sản của này chè rất là đông. Chè đông chè chờ rồi đó. Phải chè Phương chè chờ. Có bữa tới không có tới ai hết. Nhưng mà đây mưa đó mọi người. Mưa nên có ai. Bình thường đông không có chỗ ngồi luôn, nghe đồn vậy đó. Mà bây giờ thấy bên đây không, không là chạy mưa. Bên đây là món gì ạ? Chè thái. Bên đây món gì chè gì ngon nhất? Cái này là chè khoai dẻo. Khoai dẻo. Đây là khoai dẻo hả? Rất nó to đây không nghe gì trơn. Không có gắn mít. Cái này là chè khoai dẻo. Dẻo thật là dẻo luôn nha mọi người. Rớt mẹ nó cục dẻo rồi. Lá đường sẽ tùy cục chè á. Đây là chè sen nha mọi người. Còn đây là chè gì? Đây là chè xương sáo. Xương sáo. Xương sáo hột lựu. Xương sáo hột lựu. Còn nó cũng xe nữa. Em ăn chè Thái thử ngon không? Em ăn chè Thé đi. Em ăn chè Thé. Và để đấy của anh luôn, anh ra 2 ly. Trời ơi, ăn dữ vậy. Ủa sao chè Thé đây nó lạ quá nè. Cô Phương cũng bán chè cả mấy hộp và ăn như nó đẻ. Đây là chè Thé nè quý vị, chè Thé ở Quảng Nghĩa nó lạ hơn ở mấy chỗ khác. Mấy cô lên đây live stream của tụi con đây. Mình mới bỏ đá vô đúng không? Dạ đó mày đá gì. Chè Thé nó cái cục sầu riêng nó không có mực bự. Ai. Tôi ăn hết đi rồi nè. Tôi ăn thêm nữa nè. Ăn đi, ăn đi nè. Nãy đây chi một ly đáp sầu riêng. Trang ly nè đây. Trang ly đó đi chị. Chị đem mấy cái nhà e chứ bạn của em ăn được kiểu lắm. Bao nhiêu người coi được ta? Đây. Hello. Hello mọi người. 607 người đang xem rồi. Ngày mai quý vị ơi. Ngày mai Trâm quay ở quán Giòn của bà Hoa ở Nghĩa Hòa, Nghĩa Phú. Đó là chương trình mới vừa gọi luôn. Và ngày mai mình sẽ quay ở quán Giòn đó nha. Quý vị nào ở gần đó thì qua coi ủng hộ nha cả nhà. Qua ăn Giòn đi Trâm mời. Ngày mai Trâm quay chung với Lê Dương Bảo Lâm và anh Song Luân nha. Mấy cục này nè, ở bên trong nó có cái cục gì á, nó giòn 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 giòn. Bên trong có cục dừa á con. Có nang. Củ nang hả? Coi bà chủ, coi bà chủ rảnh nói mời bà phóng bắn kìa. Trời ngon quá ha. Ừ, cái này có gì đồ riêng đó nè. Trời ngon quá dở. Đắt sầu riêng. Em mới đi ngang vô nhìn vô thấy anh chị cuối mắt mà nhìn sao tóc tới hai bên nhìn quen quen nên vô trên thử like chắc biết rồi đúng rồi. Mình nghe đi ngang qua kêu thấy chị Trâm ở đây. Ok em. Thôi mình ăn ly đi nữa nha mọi người. Ê da trời ơi, làm cái gì vậy? Cục đá. Nè. Một xe chè nè, quá trời đủ loại chè luôn nè mọi người. Mà rất là sạch sẽ, rất là ngon luôn nha. Đây, cái này là gì cô? Cái này là cái gì? Cái này là nấm tuyết nè. À cái này là nấm tuyết giống như bỏ vô súp đó đúng không cô? Đúng rồi. Rồi cái này này là pudding thôi, mình tự mix thôi. À cái này là bánh lọt hả? Ừ, bánh lọt. Rồi cái này là hạt sen, cái này là nhẫn nhục. Trời này là đậu xanh đánh nè. Đó, còn cái này là đậu đen hột, đậu ván. Chè báp, một ly bỏ nước dừa, ly bỏ nước dừa.
này là khoai lang hả? Cô mua này khoai lang hả cô? Khoai môn. Khoai môn, còn này là đậu ván. Đậu tráng. Đậu tráng. Này là chè chuối. Đúng rồi. Rồi này là chè bát. Đúng rồi. Đó, nói chung là em cái này có bỏ đậu xanh không? Nhìn ngon ghê. Rồi, đúng rồi, ngày me trăm quay ở ngày me trăm quay ở quán Giòn Nghĩa Giòn Bà Hoa ở Nghĩa Hòa. Quay chung với Lê Dương Bảo Lâm với Lạnh Xuân Luân nha. Ngày me mình quay ở đó xong rồi mình sẽ về về cầu Thạch Bích. Ha, à, bạn nào ở cầu Thạch Bích thì ngày me ra cầu Thạch Bích nha. Tại vì bên chương trình á là không, trong quá trình mà quay á là không có được sử dụng điện thoại. Không được chụp hình và không được sử dụng điện thoại. Tại vì không được tiết lộ chương trình cho nên là ngày mai mọi người cứ việc qua đây qua ra ra ngoài đó nha. Sáng là Trâm sẽ đi quay Giòn Bà Hoa ở Nghĩa Hòa. Người ta mua về quá trời luôn á quý vị. Kêu ăn gì các ăn đi. Bên vô. Ngon lắm mọi người ơi. Tôi mở mắt lên. Ngày đi nhiều mắt nó sập. Cái đây gọi là gì? Đá, đá sầu riêng gì đó mọi người, ngon cực luôn. Ông muốn coi bà. Ê một tô hai người ăn đi. Đó sầu riêng. Cái cục này cục gì? Kêu gì khoai dẻo á. Má gì bác? Ủa ăn rồi kiểu này về hang à, chất mập lên luôn á. Hello ăn quả này hả? Qua đêm nay là mập rồi. Hello ăn mỏ nha. Chào bác, em đang quay quán nghẻ mà. Mua mua chân gà thì nhắn tin cho em đi rồi thấy em tiếp nha. Ấn luôn á. Đang chân gà, đang chiều bán chân gà. Ngồi ở Nghĩa Hòa sát nha em. Duyên Vĩnh, mai ghé quay. Dạ me quay ở Nghĩa Hòa. Me quay ở quán bà quán Giòn Bà Hoa. Ngày mai sáng em quay bên đó nha mọi người canh nha. Thấy đoàn phim đông 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 là mọi người qua đó nha mọi người. Nghe trong mẹ trong quay ở đó trước xong rồi trong quay ở cầu Thạch Bích. Này cái này có mấy cái app là livestream mà sao em không quay mấy cái app livestream kìa. Mẹ quay hả? Ý là thôi quay mấy cái app quay phim xấu lắm. Trời ơi đây là món chè của cô Phương á quý vị. Nếu như bạn nào ở Quảng Nghệ là bạn mấy bạn sẽ biết là quán chè rất là nổi tiếng. Giờ đông rồi đó. Bây giờ bắt đầu đông rồi nè. Kìa. Đâm một cái bè. Nó tới đâm một cái. Bắt đầu đâm rồi quý vị ơi. Hấp mưa lắm mọi người. Ngon nhất đất hả? Vô ăn bà Hoa ngon lắm chị ơi. Quê em ở đó đó ăn hồi. Ông ơi mai chị quay quán Vô ăn bà Hoa nè. Mùa này mà cứ review chè hoài chịu sao nổi. Ông nắng nắng thiệt á. Trời hoài quảng nghẽ bên đây đang mưa nha quý vị. Coi đem bi bao nhiêu nó tiền 3 hũ dạ. Dạ cái này ở đường nào hả? Nguyễn Nghiêm, 155 Nguyễn Nghiêm. 155 Nguyễn Nghiêm à. Em còn ngồi ở đây lâu lắm, mọi người rang chè đi. Rang chè đi, mời em ăn ly chè đi. Đúng rồi, ký ức vui vẻ chị có tham gia. Chị quay chương trình nào mà nghe nói về Quảng Nghĩa chị quay hết. Quán bắt đầu đông rồi nha. Nó nhỏ nhỏ thôi, nó to quá. Vậy chè chuối bà sao không Trăng ơi, ăn ngon chè chuối hả? Giờ ăn không nấu nữa. Nhớ ngày mai là buổi chiều là sẽ quay cầu Thạch Bích là chắc là quay bát cá. Quay bát cá có bóng á. Có bóng sông Trà á. Quay với vườn rau á. Ở thiền. Coi họ bắt có bóng sông Trà. À chỗ đó có bắt bóng sông Trà hả? Ừ. Với cầu Thạch Bích là có bóng sông Trà đó. Anh Vũ kêu ước gì kìa. Vũ á. À. Về tới nhà rồi hả Vũ? Ngon lắm mọi người. Ông Bin ăn ít thôi. Ông Bin hồi nãy giờ ăn he ly rồi. Chị Thi sát phòng tôi kìa. Hello chị Thi yêu của em. Em ăn có hai lần. Mọi người ơi, tại vì á là chương trình á là quay ở một điểm thôi, đó là trung tâm thành phố Quảng Ngọ á, không có đi ra huyện. Ngày mai em qua
Hoàng Gia Phú. Dạ đúng rồi. Trời ơi ngon quá quý vị ơi, quá ngon luôn á. Ngày hôm nay Trâm ăn 7 món rồi. Kinh cũng kiếp luôn á. Chưa bao giờ mà về quê mà ăn nhiều đến như vậy luôn. Khi ăn đó mọi người, khi mình ăn giờ không nổi luôn. Rồi công nhận anh với em ăn nhiều ghê ha. Bây giờ mình đi cá rồi đó mọi người. Bây giờ đi đâu nữa nè, bây giờ còn ăn gì nữa? Còn nữa mọi người, để chờ đi ăn ốc út này, đi ăn ốc út cây me. Trời ơi, nó bắt mình cũng ăn. Bây giờ đi ăn ốc út cây me mọi người ơi, mọi người. Mỗi lần mọi người biết review cái YouTube của ông Trâm là vừa em ăn sình bụng luôn á mọi người. Ăn đến nỗi mà ngán luôn. Bây giờ em tìm ốc út cây me nè. Bây giờ đi ốc út cây me đi. Thở chưa trời, em muốn cá xong ăn chè rồi bây giờ ăn ốc hút cây me nữa trời. Tối nay kiểu này chắc chắn lột toilet rồi. Nghĩ sao vậy trời. Dạ. Quán đang đông lắm mọi người. Giữ giữ cái này giùm em ơi. Bún mắm vị xưa hả? Thôi không ăn nổi rồi, thêm bạn có xuất nhận thêm bạn nhé. Ok em. Nè ở đây có bánh len nữa nè. Chè ăn không? Chè chuối đây. Chè chuối đây, chè chuối đi. Đó. Ốc hút cây me dở lắm đừng đi kìa. Anh Vin, người ta kêu ốc hút cây me dở lắm đừng đi kìa. Đây chè thé, chè thạch nè. Mình đang ở đây nè quý vị. Buồn quá à, về quán nghẻ mà quán nghẻ mưa rồi. Trời ơi, chị ghé chị xin thôi á. Y ghé quán nghẻ đẹp quá. Thì à, sao nó cúi đầu xuống dưới rồi. Chết rồi, người ta kêu chè nó dở kìa rồi, giờ sao Bin? Chè dở, ốc, à, ốc á, cái ốc dở kìa rồi sao? Hôm bữa Trâm đi ăn ốc trong quê Trâm thì kêu ốc quê Trâm dở. Ốc cây me mới ngon. Bây giờ đi ra ăn ốc cây me đi. Trứng vịt lộn, đúng rồi, ốc vịt lộn. Hồi Trâm ăn ốc, ăn hột vịt lộn. Cái gì nữa ta? Bánh tráng mắm ruốc. Mình đã nói mốt Trâm có quay nhiều rồi mọi người, giờ muốn quay món cốt cho mọi người. Quay món cốt đi. Mẹ Trâm ăn mì quảng xương lê có bún mắm thịt luộc thì mì quảng ngon lắm. Mì quảng em ăn rồi. Ngày mai Trâm đi quay giòn á. Ngày mai Trâm đi quay giòn là sẽ được ăn giòn. Ngày mai quay nguyên ngày luôn. Đi quay nguyên ngày luôn. Bây giờ mình đi qua quán ốc nhanh không ta? Đây. Đi vậy thôi đi luôn. 500m nha mọi người. Tính tiền giùm con chú ơi. Trời ơi, ăn hay à, 4, 5, 6, 10. 6 ly 8, 7 ly lận 7 ly, 7 ly mà chơi có 95 ngon 6 ly à 6 ly 1, 2, 3, 4, 5 ly đó là 75 tuần, cái ly đây 20 ly là 95. Tụi nó rẻ mà tụi nó rẻ. Rẻ quá trời rẻ luôn. Em có trang 8 ly, 8 ly, 8 ly, 8 ly, 8 ly. Chúng ta sẽ lao cho một con gió đến một cây me. Ốc cây me mà ốc cây me ốc cây me ngon mà. Người ta nói ngon mà. Ốc cây me ngon mà nghĩ sao kêu dở trời. Mình chưa ăn nhưng mà mình bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi ăn. Mình chưa ăn nhưng mà mình biết ngon rồi đó. Tại vì rất nhiều người khen. Rồi mọi người bây giờ cái món này là món thứ 8 rồi đó. Tối nay về quýnh lộn rồi. Dạ con ngoài con trẻ hơn phải không cô? À đây cô chủ của quán chè này quý vị. Chào cô nha. Chết cha mưa rồi không đi được rồi. Không đi đẻ đi. Đậu nón vô đi lẹ đi. Đậu nón vô đi đẻ đi mà. Đấy là trời mưa rồi mọi người ơi. Trời mưa lớn hay rồi. Rồi có Bin nè, có Bin nè. Bin mặc áo mưa nè. Đấy là bận áo mưa không, có mưa không? Tạnh rồi. Trời ơi, trời mưa giờ đi ăn ốc có ngon đó đi. Lên. To đi hết luôn á. Lên đi. Kiều, lên đi Kiều. Lẹ đi, trời mưa rồi kìa. Trùm lên, trùm đầu lên em.
Ê xuống sau nha. Đây quý vị, bây giờ Trâm quay cho mọi người coi luôn nha. Rồi mình đi xuống gốc cây me nè. Mình đi xe máy nha. Đây trời ơi mưa đâu, trời ơi có pin nè, tội nghiệp pin không? Đó. Pin là bây giờ chở xe máy đi. Đó là về quê đợt này mưa rồi quý vị ơi. Đây đường này là đường gì đây? Đây là quán cơm gà Hẻ Nam đó nè. Đó. Trời ơi đi ăn ốc cây me chết tôi rồi, mới ăn ly chè sang. Nghĩ sao mà ăn như heo đó trời. Mưa đầu. Ốc cay ăn ngon đúng rồi trời. Một cái quán cafe coffee này nó đông quá trời luôn nha. Trâm hy sinh cái điện thoại Trâm, trời mưa Trâm quay luôn. Đường này nó hơi vén nhờ. Ốc cây me còn nào không anh? Trời ơi mưa nước lên cái camera rồi. Để Trâm lao đó. Me rồi nha mọi người. Đây tới rồi nha. Đây thưa quý vị là tới ốc hút cây me rồi nè. Xin giới thiệu với mọi người đây là quán ốc hút cây me rất là nổi tiếng. Lẻ mưa ướt. Đây. Tới rồi nè. Này là ốc bươu. Này mới là ốc hút nè. Này là ốc đá. Hai đứa kia nó chưa xuống là sao vậy? Có con ốc cây me là tẹ đây nó có cây me nè. Đây nó có cây me. Dạ. Dạ. Dạ mỗi thứ một tô đi con. Tới rồi nha. Để quay cô làm luôn. Dạ ba tô luôn. Trời ơi. Đó. Nè ốc bươu con. Ủa ông nhẹ đang mưa em ơi. Em ơi còn một tô nữa cô. Đây để ở đây. Ủa ốc đá mình chế sữa vô nữa hả cô? Đây. Đây nè, ốc hút nè. Tại sao gọi là ốc hút cây me? Ốc hút cây me có nghĩa là cái quán này nó dưới cây gốc me mọi người. Nên đặt là có ốc hút cây me nha, đơn giản vậy thôi. Dạ, ngày xưa có cây me đó hả cô? Đây nè, cô nói là ngày xưa cái cây me đây nè mọi người. Đó. Giờ cây me nó đi đâu rồi cô? Ủa tại sao lại qua công viên Ba Tơ cô? Nước nó mở đường nè. Cô chào mọi người đi. Nếu như mà mấy bạn nghe ngóng cô quay cây me là sẽ biết cô. Rồi. Cái món này là món thứ 8 rồi. Cháy rồi, ăn kiểu này. Ừ để xé rồi nè. Ủa chết, đi cái xe không tắt cho khỏi luôn. Lặt đặt anh hóc mọi người. Chắc xin nghe một cái bờ đúng không? Mình ngồi qua bên kia mình ngồi đi. Cho một cái bàn ở đây đi, không được ngồi. Qua bên kia đi. Qua nha. Em ngồi trong đây để quay mới thấy được chứ. Tối. Đây nè, bật cái đèn lên. Ừ đúng rồi. Mày chỗ đó thôi được đi. Rồi, mất công đổ qua đổ lẹ cô chửi chết luôn. Yeah. Để mấy cái này cô tự nó đẹp.
đem đem móc qua đây, đem cái đó nó xuống xíu em, nó mới thấy được đồ ăn ở đây này. Đây món ấp đây quý vị, đưa ra đưa ra luôn, để cái tô bên kia giùm em luôn. Đây có đẹp mọi người chia sẻ live stream nha mọi người. kiều vào mà nói gì. Ôi quá trời quá đất rồi. Chị Nguyễn Hoa ơi, tạch tích là tích tới tới trưa á chị. Ôi ơi. Ôi đây. A thề mang ốc ưu nè. Cầm giờ em lẻ một miếng ra coi. Bả cái đuôi tam, bả cái đuôi đi em. Bả bớt cái đuôi đi. Bả bớt cái đuôi đi. Vải vải trái vải má. Cái vải cái là. Cá nha chè chú Hồi Linh nó trồng á. Ăn cơm vải cái này lâu răm để không có bị đau bụng. Nhưng mà ngon quá. Thấy chị em nhịn cười, anh nhịn không được chị ơi. Ngon quá mà mọi người. Nhất là gửi với mấy đứa Sài Gòn á, thèm đây, lắm. Bắp bươu. Ở đây làm rất là sạch sẽ, rất là ngon nha quý vị.
mứt gừng, mứt mắm gừng không á. Nhà nước mắm gì nữa nè. Chế vả. Chế vả, còn đây là ốc hút nè. Vậy cho miệng hút. Mai ghé chợ Quảng Ngãi nha Trao. Hôm nay định ghé chợ Quảng Ngãi rồi mà sợ vô đông quá. Là ngóc đá đi quý vị. Đau quá. Cái này là phải chấm bánh tráng nữa. Muốn ăn rồi, thấy rồi. Ngon mà. Ngon ốc đá ngon quá. Ăn từ lâu luôn rồi. Mà lên mọi người. Có nhiều người đó nhìn ta trắng dễ sợ. Ngon thật. Mà lên. Đây, đây là muốn vả. Tiên về mắt quay rồi khỏi ăn. Vả ngon quá hả? Chứ vả em ăn ruốc ngon lắm. Ăn cái này xong rồi mình ăn cái gì nha quý vị? Mọi người ơi, ai đề nghị nhiều nhất là Trâm thì đi ăn món đó nha mọi người. Không. Thôi, được rồi. Mấy đứa cứ ăn đi, tan hai ly chi đó. Trời ơi, tiền nó ăn nè. Ủa cô, cái ốc này gì cả ngâm không cô? Ngâm cho con. Ngâm mấy ngày là hai ngày là mới luộc. Dạ, bỏ ớt. Cái này là người sĩ người ta bỏ cho cô hả? Một ngày có bán nhiêu bao nhiêu ký? Bao nhiêu ký cô? 2 tạ hả? Trời, một ngày có bán 2 tạ luôn. Ngày cao điểm là bao nhiêu nhất? Ngày Tết 4-5 tạ, rất là đông luôn hả cô? Đông lắm hả cô? Dạ. Đây là ốc đá nè, gọi là ốc đá trà bồng hả cô hay là sao? Đá trà bồng. Đây là ốc hút nè mọi người. Ốc bêu. Đó. Đây là Trâm nè mọi người. Ốc hút, ốc len, ốc xào xà ớt, giòn cổ lỉ nha mọi người. Đây mọi người đang tập trung ăn rất là nhiều luôn. Ngon kiều. Ngon ngon hả? Ngon tiền. Ngon mọi người. Ngon Quân. Quân ơi. Ngon quá nha mọi người nha. Nãy em ăn quá trời luôn nha. Trời ơi. Ăn đi rồi tối đi re nha mọi người. Trái vải ăn ngon đúng không em? Ngon mà.
mới chơi nè. Cái gì mà được? Chuẩn bị có em vậy. Của em là số gala. Sống này tới cái gì nữa? Một tô ốc ở đây là khoảng 25-30 ngàn đúng không? Một tô ốc này khoảng 25-30 ngàn gì đó nha mọi người. Rất là nhiều. Và 4 người đang ăn 3 tô nãy giờ chưa hết. Ốc 1 tô rất là nhiều. Ăn trong này có gì nè? Ốc thịt lộn. Ngào. Đúng rồi, đâm ra ở ốc cây me nha mọi người. Không, không nổi nữa kìa. Chèo xong mình quay lại nó tiếp. Bạn đang chơi ăn ram ram cá. 25.000 một tô. Trời ơi, ngon không tiền. Phê cà rem nha. Trời ơi. Trời hả? Ăn ốc mà nó tê cái mặt cái vậy đó. Bây giờ anh Lê Dương Bảo Lâm mới đang di chuyển vô. Bà hàng của nó. Vô đây nè. Bà hàng của nó bóc. Em muốn nữa nghe nó là gì đang di chuyển vô à. Chiến 6 giờ đó má. Mọi người cho góp ý cho Trâm ăn cái gì đi cho mọi người. Mọi người comment trong bài viết của Trâm nha. Để nên Trâm ăn sập hết cái quần ngải luôn. Rồi Trâm mai Trâm quay quay. Hôm nay mới 8 món nè. Ăn quá ăn rồi. Chuyện lục chưa? Chưa. Mọi người chào tạm biệt mọi người đi. Mọi người cứ vui vẻ rồi trong ăn tiếp nha, chờ người trong ăn trong làm tiếp. Bye bye.